Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh nha. Thì hôm nay em sẽ làm một cái bánh rau câu nhân lan và dừa non nha mọi người. Cái phần đáy thì em có lót một ít cà phê ha. Nếu mà để nguyên cái bánh trong không á thì nhìn nó sẽ dễ phân biệt, dễ thấy cái màu trắng hơn ha. Nhưng mà nó trong quá nó cũng đơn giản ha. Nên em có làm thêm một cái lớp cà phê mỏng ở dưới á. Cái phần trên này thì em làm bằng rau câu trong, rau câu dẻo ha. Còn cái phần đáy cà phê thì em làm bằng rau câu giòn nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ ăn thử nha. Nhìn nó cũng khá là trong suốt ha. Thơm nhẹ mùi cà phê nha. Ăn thì nó cũng vừa ăn nha mọi người, nó không có bị ngọt quá. Nó thơm cà phê, rồi cái nhân lan thì nó rất là béo. Nó mềm tan trong miệng luôn ha. Ăn có cái dừa non nó cũng giòn giòn, nó cũng lạ miệng ha. Bây giờ mời mọi người cùng làm cái món này với em nha. Thì tình hình sáng nay thức dậy ha là thấy trong người nó không được khỏe nha, mắt nó bụp luôn, là người nó bị nhiệt, bị nóng trong á. Thì em xách liền cái ca qua cái chị bán rau ngoài đây ha, vớt ba trái dừa là nhờ anh chị chặt giùm á. Xong rồi đem về nấu rau câu nha. Còn cái này em xách về để em cạo ra nè, chứ nhà không có dao mình chặt lâu lắm, nhờ ảnh chặt đôi để giùm cho mình luôn. Hôm nay em sẽ dùng một gói rau câu dẻo và một gói rau câu giòn nha. Thì loại nào cũng được hết á. Cái rau câu dẻo này thì em sẽ làm cái lớp trên cho nó trong ha. Ở đây bây giờ mình sẽ làm cái lăn trước nha. Mình chuẩn bị ở đây là một cái ống vani nè, cho nó thơm. Tại cái gì mà bánh gì mà làm với trứng thì mình bỏ vani cho nó át cái mùi trứng đi ha. Rồi gói rau câu giòn này mình sẽ dùng một ít ha. Cái ba cái trứng gà ta nha, rồi một ít đường ha. Thì hôm nay sẽ dùng khoảng 20 đến 50 gram đường nha, rồi hai gói sữa có đường và một cái hộp sữa đặc 50 gram nha. Giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nhỏ ha, và mình sẽ thêm vô đây là 100 ml nước nha. Rồi sau đó em sẽ bỏ hai cái muỗng cà phê rau câu giòn vô ha. Nhà không có muỗng cà phê nên em đong đại bằng cái muỗng này. Đó, rồi sau đó mình khuấy đều lên nha, mình sẽ ngâm nó ha. Ngâm nó từ khoảng 30 phút nha. Giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tô lớn để đập trứng vô nha. Thì muốn đập cái lòng này cho nó nguyên á, thì mình sẽ lấy cái dao nhỏ ha, mình khở ngang cái trứng. Rồi sau đó mình sẽ tách vô ha. Mình đánh trứng đều lên nha. Giờ mình sẽ thêm vô đây là một cái hộp sữa đặc 50 gram nha. Mình xé vỏ cho từ từ vô ha, rồi mình cũng đánh cho cái sữa này nó tan với trứng ha. Giờ mình sẽ thêm lần lượt hai gói sữa tươi có đường luôn ha. Thì bình thường nếu như mà dùng sữa tươi không đường thì mình sẽ thêm vô đây là một lạng đường, nhưng mà hôm nay mình dùng sữa tươi có đường rồi nên mình sẽ bớt lại ha, là mình chỉ dùng 50 gram đường, từ 20 đến 50 gram đường trong cái công thức này thôi nha. Thì tùy theo độ ngọt hay là mọi người muốn ăn á, thì thói quen của từng gia đình thôi, thì mình bỏ ngọt hay là nhạt tùy mình ha. Rồi mình cũng đánh lên cho cái trứng nó tan trong cái hỗn hợp này ha. Giờ mình sẽ rây qua nó ha. Mình rây để cái lăn này nó được mịn hơn nha.
mình dùng cái vá lớn để múc từng cái vá sữa trứng này để rây qua, thì còn lại cái lòng trắng thì mình sẽ bỏ đi nha. Cái lòng trắng nó sẽ đọng lại một ít ở trên cái mặt cái rây nè, là mình sẽ bỏ đi á. Và đây là cái lăng sau khi mà mình đã lọc xong nha. Giờ cái rau câu hồi nãy mình ngâm với 100 ml nước á, là giờ mình sẽ bật bếp lên để mình nấu nha. Cái này nó ít cho nên là mình sẽ nhanh sôi lắm ha. Khi mà nó sôi á, thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống nha. Thì mình nấu thêm khoảng 5 đến 7 phút cho nó nở cái rau câu ra. Thì khi mà nó nở được rồi á, thì mình sẽ bỏ cái hỗn hợp trứng sữa này vô luôn nha. Mình khuấy đều lên ha. Thì khi mà nó sủi bọt lăn tăn, nó chuẩn bị sôi lại á, thì mình sẽ tắt bếp đi nha. Tắt bếp xong mình khuấy đều. Mình sẽ cho vô đây là một ống vani luôn nha. Là mình khuấy lên cho cái khuấy nhẹ cho cái bọt nó bớt đi ha. Dớt bọt bớt bỏ ra ngoài cũng được. Thường mà muốn rau câu nó không có bọt á, thì mình nấu xong mình đậy nắp lại chút cho nó lắng cái bọt xuống rồi mình hẳn đổ ra. Giờ mình sẽ đổ ra những cái khay ha, mình đổ mỏng khoảng là 1,5 cm ha. Khi mà nó nguội rồi á, thì mình sẽ bỏ vô tủ mát ha. Giờ mình sẽ xử lý cái phần dừa non này nha. Thì mình sẽ cho vô đây là một ít nước sạch ha. Rồi mình sẽ thêm vô đây là một ít muối nha. Thì có muối nào mình dùng muối đó, thì hiện tại mình bỏ ít muối hột ha. Rồi mình sẽ vắt vô đây là miếng chanh nha. Thì để nó xử lý cái phần dầu ở trong dừa. Thứ hai nữa là nó sẽ làm trắng cái dừa ha. Thì mình sẽ dùng muỗng mình nạy mấy cái cơm dừa ra, rồi mình lấy dao á, mình gọt cái phần nâu này đi nha. Đó, mình gọt bớt cái vỏ nâu này đi. Đó, rồi mình ngâm vô trong cái nước này ha. Mình làm tới hết rồi thì mình sẽ rửa lại với vòi nước á, là mấy lần cho nó trôi cái nước muối đi ha, cho để nó mặn ha. Rồi mình sẽ bỏ nó vô nồi nha. Rồi mình thêm vô đây là mấy muỗng đường ha, 1-2 muỗng đường thôi nha. Giờ là mình ngâm như vậy khoảng là 5 phút ha, cho cái đường nó tan ra đi. Rồi mình sẽ bỏ lên bếp mình xên nha. Mình mở lửa nhỏ thôi, rồi mình rim rim khoảng 5 phút vậy đó, cho nó cái đường này nó tan ra, nó thấm vô cái dừa này. Chứ nếu không mà mình xài dừa non luôn thì nó sẽ nhạt ha, và nó sẽ dễ bị thiêu nha. Giờ là tới cái khúc mà giải lao dưới giờ là rửa chén nè. Thì chơi cái môn này là làm bầy dữ lắm, cho nên là giờ rửa một tô, rồi làm xong là rửa một tô nữa nha. Giờ mình sẽ bắt đầu làm cái lớp phủ ngoài của cái rau câu nha. Mình sẽ dùng ở đây là một gói rau câu dẻo ha. Mình sẽ đổ vô cái chén này, rồi mình sẽ thêm vô đây là 150 g đường nha. Mình sẽ trộn đều lên ha. Rau câu dẻo thì mình chỉ cần đợi nước sôi là mình bỏ vô ha, mình không cần ngâm nha. Đó, bây giờ mình trộn đều nó lên. Giờ mình sẽ thêm vô cái nồi này là 1,3 lít nước dừa nha. Mình sẽ bắt lên bếp và bật bật bếp lên ha. Mình sẽ nấu với lửa to nha. Thì mình sẽ dặn vô đây một ít muối để mà cái vị nó vừa ha.
mà nước sôi bùng lên thì mình sẽ bỏ cái chén rau câu nãy vô nha, rồi mình nhanh tay mình khuấy đều lên ha. Khi mà cái rau câu này mình bỏ vô rồi, mình khuấy rồi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống, rồi mình để cho nó nở ha. Nó nở ra từ khoảng 5 tới 7 phút cái lửa nhỏ, rồi mình trong thời gian đó mình chuẩn bị cái khuôn luôn nha. Mình sẽ lấy cái bánh lăng nãy mình làm á, mình lấy ra ngoài để mà mình xắt mình vô cái khuôn ha. Đó, mình xắt nhuyễn như vậy vô trong mấy cái khuôn á. Cái này là mình ăn thử nha. Thì cái bánh lăng nó rất là mịn ha, mềm ăn tan trong miệng, thơm béo, rất là ngon luôn. Hôm nay làm là ăn vừa miệng, không có vị ngọt mà cũng không có vị nhạt nha, ăn ngon lắm luôn á, rất là cuốn ha. Rồi quay trở lại với cái khay bánh của mình nè. Đó là mình đã cắt nhuyễn ra, là mình bỏ đều vô trong cái mấy cái khuôn này nha. Rồi mình sẽ phủ cái dừa non hồi nãy của mình lên ha. Rồi giờ mình cái rau câu nó bếp nó được rồi đó, là mình sẽ đổ vô mấy cái khuôn này nha. Thì mình đổ được một cái khuôn lớn nè, bốn cái khuôn nhỏ với một cái khuôn inox cũng trung trung ha. Giờ mình sẽ làm cái đế nha. Thì cái này là mình dùng cái phần mà cái gói rau câu mà nãy mình lấy ra để mình làm nhân đó. Thì giờ mình sẽ ngâm ha, ngâm được rồi thì mình sẽ nấu. Khi mà nó sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ, sôi liu riu khoảng 5 phút thì nó nở ra rồi. Mình sẽ thêm vô đây là cái đường 150g đường á. Cái phần này tại sao 1 lít nước mà lại bỏ là 150g đường? Tại vì nó là có cà phê nên mình sợ nó sẽ đắng á, cho nên mình sẽ dùng cái bằng với cái đường mà làm với nước dừa luôn ha. Làm với 1,3 lít nước dừa luôn ha. Tại vì bản chất nước dừa là nó đã ngọt rồi, còn cái nước này có cà phê thì nó sẽ hơi đắng chút ha. Nó màu đen nó hòa quyện rồi thì mình sẽ dùng cái dao này nè, mình khứa lên cái mặt của cái bánh hồi nãy của mình á, để cho hai cái lớp nó đừng có bị tách lớp đó. Mình khứa càng nhiều cái đường càng tốt nha, mình khứa cũng khứa vừa vừa ở trên thôi chứ không có khứa sâu dưới quá ha. Cái lớp thứ nhất á, phải thiệt là phải khứa, còn cái lớp thứ hai phải thiệt là nóng á, thì bỏ vô nó mới ăn nha, nó không bị tách lớp đâu ha. Mình sẽ đổ cái cà phê này vô cái đế bánh ha. Nó màu nâu, nó đang xâm chiếm màu trắng rồi đó. Bóng láng như gương luôn ha. Mình thấy hình mình phản chiếu ở trong đó nữa. Nó như vậy là mình chờ nguội thì mình bỏ vô tủ lạnh thôi. Giờ là mình khui cái bánh này ra nha. Nhìn nó bao bọc lại trong một cái gương trong rất là dễ thương ha. Mọi người cùng làm thử với mình nha. Đây là cái bánh lớn nè. Nó cái mặt nó coi vậy nhưng mà nó cũng có một cái lớp chứ không phải là nó lòi cái nhân ra đâu nha. Nhìn ngoài thì nó xinh hơn là ở trong hình ha. Giống một cái thế giới dưới nước vậy đó. Chắc hôm sau mà mình làm mà cái hoa màu xanh xanh ở trong rồi cái bánh mình làm để mừng sinh nhật của bản thân mình nè, mình sẽ chụp ké với nó một tấm ha.
cảm ơn mọi người đã xem hết clip.